Oh làm cục nữa mà. Thật nhật gì mà Hello, xin chào cô dì chú bác và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay cùng mình ăn trưa là đậu hũ nhồi thịt với lại thịt chiên với lại xương xương hầm với bí bí đao các bạn. Kèm là cơm trắng nha bạn. Đó. Thôi mời các bạn cùng tôi tập cùng mình nha. Làm gì trước ta? Thôi, làm 7 cục nha bạn. Làm trước cục nha. Quá tuyệt vời. Đẹp tí nha bạn. Rồi, mời các bạn nha. Ngon đâu. Ngon mà nhiều nước nhưng mà ngon thịt các bạn, có mèo ăn thịt ngon mà. Bí đao ngọt. Ngon mà. Đơn giản ô trời kia nha bạn. Xương mà thường mình mua xương cho thịt không mà nó ngon mà đâu à. Quá đã.
Rất cho các bạn ạ. Làm cục nữa mà. Canh nãy mình hầm mấy bạn, hầm xương nó ngọt vậy. Ô sà kê nha mẹ. Quá ngon. Mưa thật nhờ gì mà vâng. Cứ mỗi lần quay quên đem khăn ra nhảy ra luôn mà. Nhưng mấy bạn thông cảm nha. Ngon bạn.
Rất ngon à. Thật ra đó, ừ, ăn hết nha bạn, đồ ăn còn dư nhiều lắm bạn, chung ăn mình cũng ăn đồ ăn ít lắm bạn, rất thơm nhiều cho no. Thôi, video của mình sẽ kết thúc tại đây nha. Mọi người thấy hay cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Và nhớ bình luận góp ý cho mình nha. Bye. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.